xác định đối thủ hấp dẫn của Bích Tuyền và bóng chuyền nữ Việt Nam. Bóng chuyền nữ Việt Nam chuyển biến tích cực khi các câu lạc bộ bắt đầu hướng ra đấu trường quốc tế, giúp nâng cấp trình độ cho các vận động viên, từ đó hứa hẹn có thêm tài năng cho đội tuyển quốc gia. Sau thành công liên tiếp ở cấp độ đội tuyển, bóng chuyền nữ Việt Nam vinh dự lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự giải vô địch thế giới vào năm sau tại Thái Lan. Ở giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2024 khởi tranh hôm nay ngày 22 tháng 9 tại Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam có đến hai đại diện góp mặt là câu lạc bộ Lê Băng Ninh Bình và câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang. Ở giải này năm ngoái do không có câu lạc bộ Việt Nam nào đăng ký tham dự nên đội tuyển Việt Nam góp mặt với tên gọi Sport Center 1 và lên ngôi vô địch, giành vé tham dự giải các câu lạc bộ thế giới. Năm nay với sự tích cực từ phía các câu lạc bộ, bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải châu Á đúng tính chất là giải đấu các câu lạc bộ. Với tư cách vô địch quốc gia, câu lạc bộ Lê Băng Ninh Bình đại diện Việt Nam dự giải các câu lạc bộ châu Á, sau đó đội Á quân quốc gia là câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang được ban tổ chức cho phép tham dự nên bóng chuyền Việt Nam có đến hai đại diện tranh tài. Bích Tuyền, 10, cùng câu lạc bộ Lê Băng Ninh Bình chinh phục giải các câu lạc bộ châu Á. Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, cho biết việc các câu lạc bộ trong nước hào hứng tham dự giải quốc tế cấp độ câu lạc bộ cho thấy sự chuyển biến tích cực. Lê Băng Ninh Bình và Hóa chất Đức Giang có dàn cầu thủ chất lượng đồng đều. Khi tham dự giải các câu lạc bộ châu Á, họ bổ sung thêm ngoại binh nên hứa hẹn cạnh tranh được với các đối thủ. Đây là tín hiệu vui với bóng chuyền nữ Việt Nam bởi nội binh được trui rèn khi thi đấu với các đội quốc tế trình độ tốt, ông Lê Trí Trường nói. Đội Lê Băng Ninh Bình sở hữu tay đập số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng các tuyển thủ Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy. Đội bóng này còn chiêu mộ ngoại binh là thủ quân đội U 20 Thái Lan Warisa Setalop, hứa hẹn đủ sức cạnh tranh. Trong khi đó, câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang có chủ công Trần Tú Linh, Lý Thị Luyến, Bích Thủy cùng hai ngoại binh là Tichea Bunler, Thái Lan, Elena Samolenko, Nga, cũng không hề lép vế so với các đối thủ. Theo kết quả bốc thăm, đội Lê Băng Ninh Bình nằm bảng B cùng các đội Netjet Rocket, Nhật Bản, Saipa Club, Iran, Monolight Skyser, Philippines. Đội Hóa chất Đức Giang nằm bảng A cùng chủ nhà Nakhon Ratchasima, Quai Tờ Xin, Hồng Kông, Quanis, Kazakhstan. Nhằm giúp các câu lạc bộ có thêm cơ hội thi đấu, năm nay ban tổ chức thay đổi thể thức khi cho thi đấu vòng tròn một lượt để phân hạng. Sau đó chia cặp tứ kết. Theo đánh giá của các huấn luyện viên, đội chủ nhà Nakhon Ratchasima cùng câu lạc bộ Netjet Rocket là hai ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch giải các câu lạc bộ châu Á lần này. Hai đại diện của Việt Nam cũng có khả năng cạnh tranh vé vào bán kết.